Trời ơi Kiệt ơi Kiệt, con cá sấu bị cháy rồi Kiệt ơi. Chạy ra nhanh lên, chạy lên lên lấy xe cứu hỏa, chạy ra nhanh lên. Trời ơi các bạn ơi, con cá sấu bị gắn rồi, rồi cứu hỏa đi, lấy nước xịt ra. Rồi bơm nước lên. Rồi gắn gắn giống vô. Rồi cứu hỏa cá sấu đi. Wow, các bạn ơi, bạn Kiệt đang cứu hỏa con cá sấu nha. Rồi cá sấu bị cháy dữ hả? Sao bị cháy dữ hả bạn Kiệt? Trời nắng cá sấu cháy luôn hả? Rồi lấy bình xịt cứu hỏa nhỏ cứu nha. Ôi xịt cái đầu nó còn lửa kìa. Rồi xịt cái đuôi nó luôn, xịt cái đuôi nó. Rồi hết cháy chưa, hết cháy chưa? Chưa hả? Đâu còn hai chân nữa hả? Rồi xịt tiếp cái chân luôn. Rồi các bạn ơi hết cháy rồi, rồi cứu cá sấu ra, cứu cá sấu ra. Ôm cá sấu lôi ra. Rồi dẹp ngang, dẹp ngang. Đây các bạn ơi dẹp cá sấu vô nhà đi. Rồi. Rồi cái rừng còn cháy hả? Rồi xịt vô, xịt nước vô. Rồi nguyên cái cây còn cháy luôn các bạn ơi. Hỏa xe bên kia nó cháy luôn kìa bạn Kiệt ơi, chạy qua đẩy xe qua. Xe bên kia kìa. Đẩy xe cứu hỏa qua lại lên. Rồi đẩy qua, đẩy qua. Bạn ơi cái xe này nó cháy luôn rồi. Rồi xịt xe thôi. Qua wow, tự nhiên trời nắng bốc quả quá trời luôn nè. Rồi xịt xịt mạnh lên. Rồi lấy cái xe cứu hỏa xịt nha. Rồi đây nè các bạn ơi, cái xe cứu hỏa nó xịt nước được luôn nè. Rồi xịt mạnh lên bạn Kiệt ơi, xịt cái đầu nó đi. Trời ơi. Rồi cái bánh còn cháy kìa, xịt cái bánh luôn. Rồi mạnh lên ngang, hết cháy chưa, hết cháy chưa. Bên kia nữa hả? Rồi vòng quá. Đây các bạn còn bên đây nữa, bên đây khói quá trời luôn. Rồi hết cháy chưa bạn Kiệt ơi? Hết rồi, hết rồi. Hết rồi hả? Rồi bên kia. Ê còn một chiếc xe bị cháy nữa kìa, chạy qua luôn. Rồi các bạn ơi một xe máy cày nó bị cháy nữa nè. Rồi qua nhanh bạn Kiệt ơi, qua nhanh. Rồi xịt vô, xe còn nước không? Đây các bạn đây một cái xe cứu hỏa khổng lồ nha, mình xịt nước được luôn á. Cộng thêm với bình chữa cháy nữa. Rồi nay bạn Kiệt sẽ chơi làm lính cứu hỏa nha. Đây cái xe máy cày bị cháy kìa. Rồi nước xịt vô cái đầu rồi. Hết cái bình cứu hỏa rồi hả? Rồi né nghe cái chừng lửa đó. Né. Rồi xịt cái bánh. Trời ơi cái bánh lửa quá trời luôn. Rồi hết cháy chưa bạn Kiệt ơi? Rồi chạy qua, trời con gì nó kêu nè. Quả một con nhện bị cháy nữa nè. Rồi chạy qua luôn. Rồi xịt cứu con nhện đi. Trời ơi các bạn ơi con nhện bị cháy luôn rồi. Quả con nhện bị cháy lửa quá trời luôn rồi. Xịt nước mạnh lên bạn Kiệt ơi. Quả cái xe cứu hỏa này xịt nước xa dữ hả? Đây xe cứu hỏa này là bình tứ hả? 200 lít luôn, 200 lít nước luôn đó. Rồi đem con nhện về thôi, cứu con nhện qua. Rồi bỏ nhện lên xe đi, bỏ nhện lên xe tải nè. Chút mình chở nhện về. Ôi em bé khóc. Trời nhà em bé bị cháy rồi bạn Kiệt ơi, lẹ lên. Trời ơi nhà em bé bị cháy đây nè bạn Kiệt, nhanh lên cứu em bé đi. Đây các bạn ơi nhà em bé bị cháy rồi, bây giờ bạn Kiệt sẽ xịt cứu em bé ra nghe. Rồi bây giờ đưa em bé xuống trước đi rồi mình chữa cháy nha. Rồi cứu rồi, bỏ lên xe. Xe đâu rồi cho em bé ngồi xe cua, xe tải luôn đi. Rồi đây các bạn ơi cứu em bé xong nghe. Rồi bây giờ mình xịt cứu quả nghe. Rồi lửa xém cháy tới em bé luôn rồi. Rồi xịt thôi. Wow. Đây xe cứu quả này nó bơm nước ngay đây nè, xả lắm các bạn ơi. Rồi xịt mạnh lên nha. Rồi xịt mạnh lên. Còn nước không? Rồi các bạn ơi Hết rồi. Rồi lửa đã tắt rồi. Ôi bạn Kiệt ơi con robot nó bị cháy nè. Rồi chạy lên đây nhanh lên. Xích dòi luôn rồi hả? Gắn dòi vô lại. Xích gắn dòi vô. Trời không gắn dòi vô nó xịt đâu được. Đấy, các bạn ơi hai con robot nó bị cháy rồi. Rồi xịt mạnh lên nha. Wow lửa gì mạnh dữ hả? Thôi con robot màu xanh bị cháy kìa. Rồi xịt vô. Rồi đây các bạn ơi con robot màu đỏ này nó hết cháy rồi. Cứu nó về. Rồi cứu con robot màu xanh luôn bạn Kiệt ơi. Rồi mạnh lên. Rồi hết cháy luôn rồi. Rồi đem robot màu xanh về luôn. Rồi lấy xe ra chạy nha. Lấy xe ra chở mấy con robot này về luôn. Các bạn ơi bây giờ bạn Kiệt sẽ lấy xe đi chở mấy bạn B với hai bạn robot về nha.
cho hai bạn đó đi bác sĩ. Rồi, tử nư rồi. Rồi, bỏ bạn robot lên bằng Kiệt ơi. Rồi, hai bạn robot. Rồi, bạn búp bê đâu rồi? Rồi, bạn búp bê trên xe này nè, với con nhà anh nữa. Ê. Rồi, đi về thôi. Rồi, về nhà thôi. Rồi, chạy mạnh lên. Pipo, pipo. Rồi, đây nè các bạn ơi. Bạn Kiệt lấy xe cứu quả và xe tải đi cứu một bạn cá sấu, hai bạn búp bê, một bạn robot, một bạn nhện và một bạn robot màu xanh. Và một con cá sấu cũng được. Trời ơi, cá sấu bự dữ hả? Ê các bạn ơi, đây là một cái chiếc xe tải nha. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ cho các bạn xem xe tải này nó như thế nào. Đây, xe tải này mình có một cái càng ở đây, có thể dỡ lên được. Rồi xe rất là cứng nha. Cánh cửa mình có thể mở ra vô được luôn. Rồi có một chú lính ngồi bên trong nữa nè. Cái này có thể mở ra không chú? Ừ, nó xoay vòng tròn luôn. Rồi, bên đây là một chiếc xe gì vậy bạn Kiệt? Cứu quả. Đây các bạn ơi, một chiếc xe cứu quả khổng lồ nha. Rồi, đây xe này xịt nước được không? Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ xịt nước chúng ta xem nha. Và đó, bóp cái kèn đó là hả, kia nước nó chạy ra đó các bạn ơi. Hết nước rồi. Hết nước rồi hả? Chăm nước bạn Kiệt ơi. Rồi xe này mình sẽ chăm nước nha. Mình lấy cái bình nước mình chăm cho các bạn xem thử. Đây, mình chăm nước vô đây. Cái bình này nó chứa rất là nhiều nước nha các bạn. Nó chứa khoảng 1 lít nước luôn. Tha hồ là hả, mình xịt luôn nè. Đây cái vòi xịt của nó rất là to luôn. Wow, cái bình này mà nó uống gần hết rồi kìa. Đây, hồi nãy nước mình còn nên giờ mình chế ít nha. Xe này nó có đèn luôn nè. Đó. Đó, bên trong là mình gỡ ra được, mình gắn pin trong đó. Rồi bây giờ mình Kiệt sẽ bấm thử 4 nút cho các bạn xem nha. Rồi, nút đi máy. Rồi, nút này nút gì ta? À, nút này nút đèn. Đó. Cái này có thể bẻ rồi, bẻ xuống luôn. Wow, cái rổ có thể bẻ luôn hả? Rồi, hay quá. Mỗi cái xe này nó có một cái cái thang này nó dài bao nhiêu thôi bạn Kiệt, mình lôi lên thử, lôi cho các bạn xem thử. Wow, đây nè các bạn ơi, cái thang này nó dài lắm nha. Đó, cái thang này dài ghê chưa? Ghê quá. Rồi, mỗi cái xe này nó có một bình cứu quả riêng nha. Rồi, bây giờ Kiệt sẽ lấy cái bình cứu quả cho các bạn xem. Ê, trời ơi. Rồi, xịt vô camera luôn rồi. Đây nè các bạn ơi, bình cứu quả này mình có thể xịt rửa xe luôn nha. Đây, có thể xịt rửa xe luôn nè. Hay ghê chưa? Rồi nếu mà hả, bạn nào là bơm nước vô cái bình này mình tưới cây cũng được nữa. Rồi cho tắm cho bạn búp bê luôn. Hết rồi. Hết rồi hả? Chăm nước vô. Đây, đây là bình cứu quả, bình chữa cháy đó các bạn ơi. Bình loại nhỏ. Đây, mỗi cái xe này đều có tặng một cái bình chữa cháy nhỏ này. Wow, xịt. Xe mà dơ là xịt rửa luôn nha. Cho xe tắm luôn hả? Rồi tắm hai bạn búp bê với cá sấu luôn. Tắm con nhà anh luôn hả? Rồi đây quay cận cảnh cho các bạn xem là cái xe này nghe. Đây là loại xe cứu quả mà loại lớn nè. À có ghế ngồi ngoài sau luôn hả? Rồi đây một cái ghế nhỏ ngồi ngoài sau nè các bạn ơi. Rồi cho thử cái chú này ngồi ngoài sau nha. Lấy một cái chú lính ra cho ngồi ngoài sau thử. Rồi đây, đây một chú lái xe. À thêm một chú cứu quả ngồi ngoài sau nữa. Đã coi chưa? Đây xe này rất là to luôn. Cái kèn nó to. À trời, xịt nước vô mắt luôn hả? Đây bây giờ mình bơm nước hai bình, mình xịt mình bắn nhau thử đi. Rồi chuẩn bị nha. Hai người lấy cái bình cứu quả nhỏ bắn nhau thử nè. Rồi xong chưa bạn Kiệt, xong chưa? Rồi bây giờ bắt đầu. Đây, mỗi người một bình bắn nha. Chuẩn bị. Ai ba. Ê, giờ bắn ngược rồi. À trời vô. Ôi bắn. Ôi trúng chút. Trời trúng rồi, trúng rồi, trúng rồi, trúng mặt. Trúng mặt bạn Kiệt rồi. À trời, trúng ướt đầu luôn rồi.
Ý, trời, cái súng, cái súng của Văn Kiệt mạnh hơn các bạn ơi. Chạy thôi, trời ơi, chạy rồi. Súng Kiệt mạnh quá. Ôi, Văn Kiệt thắng rồi các bạn ơi. Vừa cầm máy quay vừa bắn ông lại ướt mặt hết rồi. Rồi các bạn ơi, như vậy là video về xe cứu quả cứu mấy con vật với xe tải với đến đây là hết nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.